vừa vào đang cảm thấy cái sự ma quái của tựa game này đem lại chúng ta rồi. Kép. Đây rồi, tip C. Ở này để select nhá. Các bạn chọn đến cái phần tip C là ở E select nhá. Chúng ta chơi nó bằng bàn phím. Ở đây là phần điều chỉnh ánh sáng này. Mình thì sẽ để ở tầm này. Này select tiếp. Sau đó mình sẽ vào phần option nữa các bạn. Chắc chắn rồi. Đầu tiên thì mình sẽ giảm cái âm lượng. Đầu tiên mình sẽ giảm cái âm lượng chết tiệt đi. Nghe kinh quá. Sau đó thì mình sẽ ấn gì nhỉ? Trên tab reset setting. Ok, mình sẽ phang một con trâu để điều chỉnh cái chuột. Chuột mình cảm giác nó không nhạy lắm. Nó thế nào ạ? Đơ đơ đần đần kiểu gì ạ? Tạm được rồi. Bây giờ mình sẽ vào phần graphic setting nhá. Ở đây, full screen 1610. Gần như là mọi thứ đều đã điều chỉnh sao cho phù hợp nhất với cả máy tính của mình rồi. Nó đều tự động setting các bạn ạ. Mình sẽ vào thử advanced. Đấy, nó ghi luôn là đã chỉnh cho chúng ta cái cấu hình phù hợp nhất rồi. Mẹ zoom này. Lên cho anh. Ôi cha. Ok, chỉnh vừa đi. Cho dù máy mình có không đủ cấu hình yêu cầu, mình cũng sẽ thử nó ở cái chế độ ultra xem nó như thế nào. Nếu nó có vấn đề thì lát nữa mình sẽ sửa lại sau. Ok, đại khái mọi thứ có lẽ là setting xong rồi. Bây giờ mình sẽ ấn Q để back ra. Và vào game thử thôi. New game nào. Cái nào đây, cái nào đây. Thôi casual đi. Enable. Game này được mình nghe nói, trước đây mình đã từng đọc qua vài bài báo của nó, nhưng mà thực sự là lâu quá nên mình quên. Mình nghe nói là trong cái game này có cốt truyện khá là khủng khiếp, nó liên quan đến bệnh viện tâm thần hay cái gì đó, mình không nhớ lắm. Các bạn có thể lên mạng để tìm hiểu về cốt truyện của cái tựa game này, để cho khi mà các bạn trải nghiệm game thì các bạn sẽ hiểu được cốt truyện và các bạn sẽ cảm nhận được nhiều tinh túy nhất mà tựa game mang lại cho các bạn nhé. Còn xin lỗi các bạn vì bây giờ thì tại vì mình chuẩn bị thiếu thông tin cho nên là mình không thể nào kể cốt truyện cho các bạn được. Return to the game. Chapter 1. No. No. No, this is not happening. Cháy nhà rồi. Sao đây? Trong nhà có ai không? Lên nào. Oh shit. Oh god, Lily. Oh, vợ anh đang ở trong nhà các bạn ạ. Lily. Mở cửa. Oh shit. Vào được không nhỉ? Lối khác, đúng rồi, có lối khác. Đi nào. Damn it. Lấy cái gì đó đập. Chuẩn thôi. Ủa thôi. Nào vào khói lửa nào. Lily, anh ở đây, em ở đâu? Đó, tiếng hét. Phải có đường đi đâu đó quanh đây. Đây rồi. How did this happen? Có lẽ cánh cửa này. Oh shit. Khốn thật. Vào không nhỉ? Đây, cửa này. Mở ra. Trên lầu chăng? Chúng ta sẽ đi lên lầu. Đây, bố đang tới. À, Lily không phải là vợ mà là đứa con của ông ấy. Nhưng mà chính thì chúng ta đang điều khiển. Bố đang tới, đợi tí nào. I'm here, Lily. I'm here. Đang tới, đợi tí nào. Nhanh thôi. Đây à? Cửa nào? Phòng của Lily. Hả? Come on out. Lily, where are you? Bị tóm à? Hay nó nhảy cửa sổ nhỉ? Dad's here. You weren't here for me, Dad. Hả? What the fuck? Mình không nghĩ là mọi thứ sẽ yên ổn đơn giản thế này đâu. Ui shit, biết ngay mà. Ui, vãi trưởng. Gì đây, cái gì đây?
What the fuck? Oh. À đúng rồi, có lẽ nhân vật chính của chúng ta đang hồi tưởng lại về cái quá khứ khi mà người con của ông ấy bị chết cháy trong cái vụ cháy nhà đó. Ông ấy đang bị dằn vặt là mình đã không cứu được đứa con. Mình sẽ tua qua cái đoạn này các bạn nhá. Sebastian, you're awake. Good. Yeah. Oh, xinh đấy. Xinh đấy. Where are we? You're in one of our facilities. So this is the Almighty Mobius, huh? What the fuck? Be careful about what you say. Chói tay ông ơi. You don't know how powerful they are. Right. Có lẽ cái đoạn cinematic vừa rồi mình đã bỏ qua một chi tiết nào đó. Washed up ex-cop to help them. At least your terrible sense of humor is still intact. Enough of this bullshit. Where's Lily? Patience. Lily đâu? All your answers are right here. Tất cả những câu hỏi của anh sẽ ở đây. Ở đây. Nó thí nghiệm người à? The Beacon Mental Hospital incident was an unfortunate setback. Máy gì đây? Trông kinh vậy. But we used the knowledge gained to build a new and vastly improved stem system. What does this have to do with my daughter? Imagine it. Millions of minds connected together. Happiness for one is happiness for all. This machine, this... Okay, tôi cái tiếp nào. Chúng ta sẽ ngồi vào cái máy này để làm một điều gì đó. Có thể hiểu đại khái là như vậy. Và bây giờ thì câu chuyện của chúng ta chính thức bắt đầu. The review của Quintin 2. Nếu các bạn rảnh thì các bạn có thể xem qua cái phần cinematic đó để hiểu thêm hơn cái cốt truyện của cái tựa game này. Is this... Đây là tôi đang ở đâu? Ship chạy nhanh. Lại là một phút hồi tưởng. Chạy được căn nhà bốc cháy. I'm coming, Lily. Ôi cứu con. Một năm tới Lily. I know it's hard to accept, Lyra. But she's gone. Our little girl is gone. No. I'll never accept it. You won't help me. Vẫn là đang trong đoạn giới thiệu thôi các bạn ơi. What the hell is this place? Shit. Oh. Detective, we've got a call. What the fuck? Nữa? Liên tục là các đoạn ký ức khác nhau được tái hiện lại. Các bạn làm việc. Cái gì đó trên bàn. Điện thoại. Đó, bom à? What the... Đó. Máy đó có vẻ là đưa chúng ta đến các khoảng không gian khác nhau. Hello? Sebastian, are you there? Yeah, I'm there. A cat? I don't ever remember owning a cat. Nghĩ ở đây có con mèo. Slide projector. Where did my memory dig this up? Elementary school? Bằng chứng nào đó. Mảnh ghép của cốt truyện, mảnh ghép của game, cái tựa game này. Save game nhé các bạn. Thấy cái máy này thì quay lại đó và save game lại. Để sau có gì chơi tiếp các kiểu. Ok. Để save game. Where do we go? Có phải căn phòng lúc nãy à? Cái gì vậy? Làm gì mà cùng mình với anh trai? Cái góc quay của nó khiến mình cảm giác khá đau đầu.
Có đường ra đường nào ta? Xem đâu cần xem đâu. Anh đi chui gấu ảo. Cái gì vậy? Ngồi đây uống trà. Xem nào, xem phim à? À đúng rồi. Đó là những bức ảnh trong cái gì nhỉ? Như cái thẻ mà chúng ta vừa nhặt xong á. Kidman, you there? Always. You wouldn't have told me about Lily if you're damn. Còn gì nữa? What the fuck? Nói ăn là mèo. Sẽ có một cái lọ thức ăn ở đây từ bao giờ vậy? Green gel. Ross usually come from Death's Enemy. But if you collect it, you can use to obtain increased ability. Thanks, Kitty. Cảm ơn con mèo. Mày cho anh một lọ máu. Đại khái là như vậy. Vẫn chưa ra được à? Cái màn hình kiểu này khiến mình đau đầu quá. Nó lắc kinh khủng quá. Chúng ta có thể làm ở đây không? There are photos of a bunch of Mobius agents here. Your lost team. Yukiko Hoffman. That's them. Xinh đấy. Let us know if you locate any of them. Ok, sẵn sàng rồi. Có lẽ chúng ta sẽ ra ngoài được rồi. Vẫn cùng như xưa. Vẫn đạp cửa mầm. Oh, what the fuck? I'm here. Just like Beacon. Should be allowed. Đấy. Why couldn't my memory just make regular doors? Here we go again. Into the looking glass. Into the looking glass. Nhìn vào trong. Đây rồi, chúng ta sang chapter thứ hai. Something not quite right. Vẫn chưa thấy một cái gì gọi là kinh dị trong tựa game này cả. Lại hồi tưởng với gia đình, hồi tưởng hoài. Hả? Tao này ở đâu đây? What the fuck? Damn. Đằng sau thôi. Is this the right place? Đây rồi, cánh cổng đây rồi. Đạp cửa phát nữa. À không. Điện hòa nhân hậu hẳn. What the? Cái đạch gì vậy? Đi té cho em quay. Vãi lìn, vừa vào cái nghe cái nhạc là không muốn vỗ rồi. Các bạn chuẩn bị tinh thần nha, các bạn chuẩn bị tinh thần nha. Chắc chắn là sẽ có một cái gì đó cực kỳ kinh dị ở đây đấy. Cánh cổng. Nó lại phải có mấy cái tấm thảm trong kinh tởm này. Ghê quá đi. Lại là một tấm gương nữa. Ok fine. What? Chỉ một bức tranh thôi. Bức tranh của chính cánh cổng này. Và chúng ta vừa. Cánh cửa đâu ấy? Để. Ớn quá đây. Cửa bị khóa rồi. Sang bên này coi. Bị khóa luôn rồi. Vậy thì mấu chốt ở đây là đâu? Là chiếc ghế kia nhỉ?
vừa đi qua một cái cửa ở đây xong. Và bây giờ thì mình sẽ bị nhốt trong cái phòng luôn rồi. Có hiểu vãi trưởng vậy. À, đúng là đây rồi. Có lẽ đó là gợi ý của bức tranh. Vậy mình không đoán ra sớm hơn. Uầy, ta đi vào thế giới khác. Bấm về, bật đèn. Cửa bị khóa tiếp rồi. Cái đèn gì vậy? Và cái đèn gì đây? Sẽ có những bức tranh nó đậm chất kinh dị như thế này đây nhỉ? Tinh thần nha các bạn, chuẩn bị tinh thần nha. Đây là những bức tranh. What the hell? Quái gì vậy? Hả? What? That's one of người đàn ông đang bị bắn vào đầu. Baker. Chúng ta sẽ là người chụp ảnh này à? Damn. Cái này thực sự nó là một cái gì đó hơi kinh tởm khi mà chúng ta lại được ngắm nhìn cái khung cảnh này trong một cái nền nhạc có thể nói là đậm chất nghệ thuật. Tôi nói nữa sợ nó hơi quá trừu tượng. Cái gì? Đâu rồi. Ở đây là khu vực rửa ảnh như vậy. Đúng rồi. Lấy bức ảnh nào. Sadistic. Đây rồi. Whoever did this must have enjoyed it. Someone tried to block the way out. Or in. Có một cánh cửa bí mật sau cái tủ ấy. Đúng rồi, anh ta nghe được tiếng gió. Đây rồi, tiếp tục tiến sâu vào nào. Có lẽ đây là đường cụt rồi. Cổng khóa như thế này. Đúng rồi. Một lối đi thôi. Mà thôi, có lẽ đến đây thì có lẽ là bắt đầu câu chuyện sẽ bắt đầu trở nên kinh dị hơn khi mà chúng ta tiến sâu vào trong khu nhà này. Thì bây giờ mình sẽ dừng cái phần review của mình ở đây. Có lẽ các bạn xem qua một chút review của mình thì các bạn cũng cảm nhận được một phần hình ảnh cũng như một phần cốt truyện của cái tựa game này thôi. Bây giờ mình sẽ ADT4. Và như thường lệ thôi, mình sẽ chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Lời cuối mình vẫn nói với các bạn đó là những bạn nào có tiểu sử bệnh tim tiếc các thứ thì mình khuyên các bạn là không nên download game này để chơi nhá. Vì nó là game kinh dị và game này được coi là một game kinh dị cực kỳ nặng đô luôn á. Của năm 2017 này luôn. Cho nên là mình các bạn nếu mà có đủ điều kiện về sức khỏe hay các thứ thì các bạn hãy download về chơi nhá. Còn không thì mình có rất nhiều các game khác cho các bạn trải nghiệm. Các bạn có thể vào channel của mình để cập nhật những game đó. Và chắc chắn rồi, mình sẽ một lần nữa mình xin được giới thiệu lại cái siêu phẩm Shadow War. Đây là bom tấn 2017 và đã có bản crack và mình đã làm video hướng dẫn. Các bạn hãy download về để chơi nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình.